đi học với tay mà. Thì Kiệt có ấy rồi kìa. Ui dùng mặt luôn này. Cửa kính cũng mần mặt luôn. Nó đen như ở chúng nhà bán ga ấy chứ. Bị làm sao nhỉ? Ủa kìa, Linh ơi, nó xì ra kìa, Linh ơi, Linh. Ui. Ôi, nó xì ra nhà bên kia rồi. Bắt chủ đi. Nhưng mai người trong nhà đấy ra được hết rồi. Ừ, may mà có cái xe cứu của mấy đứa con. Ui. Này. Nó có bắn tận trong đây luôn. Nó bắn tận đây cơ mà. Ui, cửa kính cũng mình bật luôn. Nó cái gì mà bắn tận nhà em rồi. Ôi, bây giờ coi là khổ thân ấy. Mẹ làm cái. Ôi, nó còn bay ra nhà mấy hồ nữa kìa. Ui. Ui, bãi chủ. Ngắt điện, gọi cho sở điện ngắt điện ngay. Rồi. Còn đến nhà gà bên cạnh em rất thích. Mẹ con mẹ kia lại đang đứng ở kia xem bắn ra cho. Cứu hộ bây giờ nó chỉ đợi tắt lửa rồi nó mới ra. Tất nhiên bà nó nổ chết. Bây giờ nó nổ. Tầm mình nga thế. Kìa ui. Ui. Ủa kìa ui. Sợ vãi. Phun là mầm kìa. Kìa thì gần bài đã nổ kính kìa. Nổ kính thì gần kìa. Ui nổ đấy thật đi. Em ơi nhìn cái cửa kính này em. Tôi chỉ mong hết thôi. Em ơi, có chúng nhà bán nha chứ, ô kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được cái không có chết cả nhà ấy. Ừ, mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. May là Thủy Kiều chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên may mà mãi mới cứu thôi. Nó đưa cái ấy lên này. Được cái ga xuống xong rồi mẹ nó còn phải trèo sang bên cạnh còn xuống sau mãi xuống sau cơ mà. Thế còn đứa nào nữa? Thường ba đứa, một đứa trẻ con, một đứa nhỏ, mấy mẹ nó. Ui. Mãi mới rau xuống. Xuống đi, mẹ cái bọn này. Điện đang lổ thì ai dám phun? Đấy, lúc mang từ xa cơ mà. Lúc mang xuống có hai đứa trẻ con xuống. Ui sợ thế. Xong mãi về sau chị Thủy trèo sang nhà bên cạnh ba đứa. Phải nổ cháy to rồi. Ui giời. Sợ quá. May là Linh mẹ mặc mẹ áo vào đi. Nó sâu quá mọi người ơi. Thương quá. Khổ thế nhở. Đã dịch Covid thì trời. Có mỗi cái giặt à. Ôi nó quần 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 kiểu ui. Ui. Có xe máy kia luôn. Tưởng tượng người ở kia nhở, em ơi. Em ơi nếu mà. Ông ơi đừng sau cái dèo này không nhân được nổ tí. Nếu mà không cứu, cứu được bọn điện. Ui, điện nhờ, ui. Chết rồi, lộ. Sợ quá. Ui, em ơi kiểu ơi, ui cái xe điện kìa, ui ui ui. Xong nhà thích cửa như. Em ơi sợ chưa. Ui, lửa to thế. Ui, cháy xe rồi. Ui, sợ đấy mọi người. Có cá mà hút luôn á. Mày đừng đây mà cửa kính còn rung luôn ý. Thế rồi, cháy sang bố nhà Thủy Cường rồi. Sao lại không phun nước mấy nhà bên cạnh ấy nhở? Phun nước đi à? Nhà chị, nhà ông Sơn, à nhà Thủy Cường, nhà không phun nhà Thủy Cường. Nhà phun nước là nó... Ui, sợ mọi người ơi. Bây giờ mới phun nước phun là nhà ông Sơn ấy. À, người Thủy Cường kìa. Ừ. Sao lại lan